Mỗi sáng thức dậy đi loanh quanh, từ nhà qua công ty những sắp giấy tờ chờ vợ, bàn làm việc vẫn thế, anh thấy chẳng chuồn. Anh thấy mỏi mệt cuộc sống, thời tiết thật nóng tại sao không đến nơi nắng trong. Đất nước của mình xanh tươi và đẹp như tranh, anh muốn đưa em đi đâu xa rồi mình khám phá. Em thích Nha Trang không nào, em thích Sa Pa thanh bình quá. Lại đây anh hôn nhẹ lên trên trán em rồi mình đi. Chẳng có ai thương và quan tâm giống anh, thích đến nơi đâu và ăn những món chi, từng đến góc quán nào, ngồi ở chiếc bàn nào, và Việt Nam mình đi mọi nơi hình chữ em.